Ê, lại 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 mì cho nội. Hôm qua đi ăn cháo lưỡi, không, cháo lòng với crush. Thấy đôi môi đẹp quá nên giờ ương ướng là vẽ cho nó khớp nè. Trời ơi, cái này là môi trên hay là môi dưới vậy? Giỏ đi vô vẽ đi. Ơ, ra để tôi nè. Đầu tiên vẽ cho tôi một đường ngang tương đương với chiều dài của môi, rồi chia nó ra làm đôi. Tiếp tục xác định môi trên và môi dưới. Thường thì môi trên sẽ mỏng hơn môi dưới một xíu. Nhiều trường hợp thì môi trên sẽ dày hơn cả môi dưới cả khúc như thế này luôn nè. Sau đó nối các điểm này lại với nhau là chúng ta đã có được phần hình rồi. Tiếp tục dùng chì lên đậm nhạt nha. Chỗ nào tối thì mình vẽ trước, rồi sau đó lên sắc độ cho các phần trung gian và sáng. Để làm mịn thì tôi dùng cây dây chì này nè, tiếp tục nhấn vào những phần tối, lặp đi lặp lại các bước như trên cho đến khi đạt được sắc độ ưng ý. Cuối cùng là lấy sáng băng tẩy. Sau 10 phút thì đây là thành quả nè. Ta da. Trời, đẹp quá ta. Giống môi crush tôi dữ luôn á. Trời ơi, sao mà không giống được. Bộ tôi ướm thử là y chang luôn á.